quan tới vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp đuổi ra khỏi lớp gây xôn xao dư luận thời gian vừa qua. Theo thông tin mới nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng để xác định xem nhà trường đã kiểm điểm đến nơi đến chốn chưa, giáo viên có còn tâm tư gì không. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thứ Thiên Huế Nguyễn Tân cho biết sau khi nhận thông tin nữ giáo viên trường trung học phổ thông Hà Bà Trưng đang đứng lớp thì bị nam đồng nghiệp kéo tay đẩy ra khỏi lớp. Sở đã yêu cầu lãnh đạo trường các cá nhân liên quan làm kiểm điểm, đồng thời Sở đã nhận được báo cáo của nhà trường về việc kiểm điểm những người liên quan. Ông Tân cho biết từ báo cáo của nhà trường và đối chiếu điều lệ trường phổ thông, ban đầu có thể xác định cả cô Hồ Thị Tâm, thầy Nguyễn Đức Phong, hiệu trưởng và học sinh đều vi phạm quy tắc ứng xử trong môi trường giáo dục. Cụ thể, cô Tâm và thầy Phong đều có những hành vi ứng xử không phù hợp với môi trường sư phạm. Thầy Ngô Đức Thức, hiệu trưởng cũng có trách nhiệm của người đứng đầu đã để xảy ra vụ việc tại trường trong giờ học. Đối với học sinh, việc các em dùng điện thoại quay clip và đưa lên mạng cũng đã vi phạm quy định sử dụng điện thoại trong giờ học. Ông Tân chia sẻ, sự việc xảy ra tại trường Trung học Phổ thông Hai Bà Trưng khiến những người công tác trong ngành giáo dục rất đau xót. Cũng theo Giám đốc Sở, mặc dù lãnh đạo nhà trường đã họp kiểm điểm trách nhiệm những người liên quan, nhưng với góc độ của cơ quan quản lý, Sở cũng đã tiến hành kiểm tra toàn diện trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng. Ông Nguyễn Tân nhấn mạnh, việc đã được giải quyết nhưng đây là một trường hợp mà trong thực tế, cơ quan quản lý luôn hết sức thận trọng bao quát. Cho quản lý thì phải trái cần rõ ràng, khiến người khác tâm phục khẩu phục chứ không phải khiến họ cảm thấy oan ức kiểm tra toàn diện để xem trường đã làm đến nơi đến chốn chưa, còn việc gì chưa rõ không, các giáo viên còn có tâm tư gì không, mọi việc đều phải lấy việc giảng dạy học tập của giáo viên học sinh làm trọng, không để tồn tại trong người dân, dư luận những ý kiến tiêu cực về cán bộ, giáo viên và học sinh của ngôi trường giàu truyền thống này. Theo ông Nguyễn Tân, để tiến hành kỷ luật tập thể và cá nhân trong ngành giáo dục phải đúng quy trình và việc này có liên quan đến một số sở ngành chức năng. Riêng đối với kỷ luật đảng, chắc chắn cuối năm Thành ủy Huế sẽ có kiểm điểm những người có liên quan vụ việc về mặt đảng. Về phần trách nhiệm của ngành giáo dục, ông Nguyễn Tân cho biết, vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp đuổi ra khỏi lớp xảy ra cũng là thời điểm kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam nên sở tập trung vào việc ổn định tình hình giáo dục. Tuy nhiên, để giải quyết rốt giáo vụ việc, sở đã lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng trong tháng 12 này về những vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động giảng dạy.